Có lẽ chúng ta không nên chỉ tin vào những gì truyền thông nói. Việc này hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghe trên báo chí. Thật khó tin, truyền thông luôn nói về căng thẳng, nhưng Campuchia vẫn gửi quân đến học ở Việt Nam sao? Việc này thật khó hiểu, quan hệ hai nước có vẻ không căng thẳng như truyền thông miêu tả. Đó là một số bình luận của dân mạng Trung Quốc khi xem được video này. Các bạn thân mến, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị khu vực Đông Nam Á, mối quan hệ giữa các quốc gia như Việt Nam và Campuchia thường là tâm điểm chú ý không chỉ của các nhà phân tích mà còn của công chúng trong khu vực. Một sự kiện gần đây đã khiến dân mạng Trung Quốc vốn quan tâm đặc biệt đến các động thái chính trị trong khu vực cảm thấy bất ngờ, đó là việc các quân nhân Campuchia đến Việt Nam học tập và đào tạo. Điều này đã khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến, nơi cư dân mạng Trung Quốc không ngừng bày tỏ sự ngạc nhiên, hoài nghi và tò mò về ý nghĩa đằng sau sự kiện này. Nhiều người Trung Quốc do ảnh hưởng của truyền thông và các diễn đàn thảo luận đã có những nhận định sai lầm rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia đang ở trong tình trạng căng thẳng hoặc thậm chí là đối đầu. Một phần của sự hiểu lầm này xuất phát từ các dự án kinh tế như dự án kênh đào Phù Nam, một dự án đầy tranh cãi có thể ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Mekong và sự tham gia của các quốc gia trong khối CLV, Campuchia, Lào, Việt Nam và các liên minh khu vực. Trong bối cảnh đó, nhiều dân mạng Trung Quốc đã cho rằng Campuchia nghiêng về phía các cường quốc như Trung Quốc và dần xa rời Việt Nam. Do đó, khi hình ảnh quân nhân Campuchia học tại Việt Nam được lan truyền, nó đã gây ra một cú sốc lớn đối với nhiều người, làm dấy lên hàng loạt câu hỏi về mối quan hệ thực sự giữa hai quốc gia này. Phản ứng của dân mạng Trung Quốc đối với sự kiện này vô cùng đa dạng, từ sự ngạc nhiên tò mò cho đến những bình luận phân tích sâu xa. Một số người cảm thấy khó hiểu trước việc Campuchia tiếp tục hợp tác quân sự với Việt Nam, trong khi một số khác tìm cách lý giải hiện tượng này bằng cách xem xét các lợi ích chiến lược của cả hai quốc gia. Rất nhiều bình luận cho thấy sự ngạc nhiên và bối rối trước video này. Nhiều người đã từng nghĩ rằng mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam đã bị suy yếu do những căng thẳng liên quan đến các dự án kinh tế và chính trị trong khu vực. Một số đã bình luận điển hình như sau. Tôi cứ nghĩ rằng quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam đã xấu đi rất nhiều. Tại sao họ vẫn hợp tác quân sự như thế này? Không ngờ Campuchia vẫn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Bên cạnh sự ngạc nhiên, không ít dân mạng Trung Quốc cũng thể hiện sự tò mò và tìm cách giải mã hiện tượng này. Nhiều người cho rằng việc Campuchia tiếp tục hợp tác quân sự với Việt Nam có thể xuất phát từ những lợi ích chiến lược mà cả hai quốc gia đều nhận thức rõ. Một số người còn đưa ra giả thuyết rằng Campuchia có thể đang tìm cách duy trì mối quan hệ cân bằng giữa các cường quốc trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam và Trung Quốc. Có lẽ Campuchia vẫn cần Việt Nam về mặt quân sự, dù có căng thẳng trong các lĩnh vực khác. Mình nghĩ đây là một phần trong chiến lược của Campuchia để duy trì sự cân bằng trong quan hệ với các nước lớn. Họ đã học được điều này từ Việt Nam. Một số dân mạng Trung Quốc, có lẽ là những người có kiến thức sâu rộng hơn về quan hệ quốc tế, đã bắt đầu phân tích hiện tượng này từ góc độ chiến lược. Họ nhận ra rằng việc Campuchia hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quân sự có thể là một phần trong nỗ lực của cả hai quốc gia để đảm bảo an ninh quốc gia và đối phó với những thách thức chung trong khu vực. Quân nhân Campuchia đến Việt Nam học tập đã diễn ra từ rất lâu. Nhiều quan chức và tướng quân đội của Campuchia nói tiếng Việt rất giỏi. Tôi nghĩ Campuchia và Việt Nam đều hiểu rằng họ cần phải hợp tác với nhau trong lĩnh vực an ninh, bất chấp những căng thẳng khác. Một số chuyên gia quốc tế thì cho rằng, Việt Nam với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và hệ thống quân đội hiện đại có thể cung cấp cho Campuchia những kỹ năng và kiến thức cần thiết để nâng cao năng lực quân sự của họ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng trong khu vực. Hợp tác quân sự với Việt Nam không chỉ giúp Campuchia nâng cao trình độ quân sự mà còn giúp họ đối phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh khu vực, từ vấn đề khủng bố đến các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Việc duy trì một mối quan hệ quân sự chặt chẽ với Việt Nam và Campuchia cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo ổn định khu vực. Hai quốc gia này hợp tác với nhau, họ có thể đồng thời đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, đồng thời ngăn chặn những bất ổn nội bộ lan rộng ra toàn khu vực. Trong bối cảnh Đông Nam Á, nơi có nhiều tranh chấp lãnh thổ và những vấn đề an ninh phức tạp, việc duy trì một liên minh quân sự mạnh mẽ có thể giúp đảm bảo rằng các quốc gia trong khu vực không bị lôi kéo vào các cuộc xung đột không cần thiết. Việc quân nhân Campuchia đến Việt Nam học tập đã không còn lạ gì đối với chúng ta. Nhưng đối với người Trung Quốc, một đất nước đang cố gắng chi phối quốc gia này lại cảm thấy ngạc nhiên. Vậy cư dân mạng Trung Quốc đã nói gì khi xem được video phía trên? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Vậy câu hỏi đặt ra là, quán bún này ở Việt Nam hay Campuchia? Không biết ăn xong thì nên trả tiền Việt hay tiền Campuchia? Nhưng khi lính Trung Quốc đến ăn, chắc chắn họ phải tránh đường. Chẳng lẽ những cuộc biểu tình chỉ là bề ngoài,
thực chất họ vẫn hợp tác với nhau. Việt Nam và Campuchia vẫn duy trì quan hệ thân thiết. Tôi tưởng mọi thứ đã tồi tệ. Truyền thông không bao giờ nói về điều này, chỉ toàn tin tức tiêu cực. Có vẻ như chúng ta không biết hết về mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam. Nếu họ thực sự căng thẳng như vậy, tại sao lại có chuyện gửi quân nhân đi học ở Việt Nam? Quân đội vẫn có thể ăn sáng cùng nhau ở bên ngoài sao? Tôi đã có thêm kiến thức lớn khi xem được video này. Thật thú vị khi thấy Campuchia vẫn học tập từ Việt Nam. Dù có hiểm khích, họ vẫn hợp tác về mặt quân sự, thật khó hiểu. Tôi nghĩ Campuchia đã chọn về phe Trung Quốc, nhưng có lẽ họ cũng cần Việt Nam. Việt Nam chắc chắn vẫn là đối tác quân sự quan trọng của Campuchia. Quan hệ giữa hai nước có vẻ tốt đẹp hơn tôi nghĩ. Đúng là chính trị quốc tế, khó mà đoán trước được. Thật bất ngờ khi thấy hình ảnh này. Tôi cứ nghĩ hai nước không hợp tác nữa. Có lẽ Campuchia hiểu rằng cần học hỏi từ Việt Nam dù có nhiều tranh cãi. Việt Nam có vẻ vẫn có ảnh hưởng lớn đối với quân đội Campuchia. Bằng chứng là nhiều quân nhân Campuchia nói tiếng Việt rất giỏi. Cứ tưởng Campuchia không cần Việt Nam nữa, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Nghe thì tưởng như căng thẳng, nhưng họ vẫn duy trì hợp tác quân sự. Campuchia đang làm gì thế này? Cứ tưởng họ đứng về phía Trung Quốc chứ. Chính trị thật khó đoán, tôi không ngờ họ vẫn hợp tác. Cứ tưởng Campuchia đã quay lưng với Việt Nam, hóa ra không phải vậy. Việt Nam vẫn giữ được ảnh hưởng đối với Campuchia qua hợp tác quân sự. Thật bất ngờ khi thấy Campuchia gửi quân nhân sang Việt Nam, quan hệ Campuchia-Việt Nam còn sâu sắc hơn tôi nghĩ. Tôi đã nghĩ rằng quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam đã trở nên căng thẳng, không thể cứu vãn. Nhưng thật bất ngờ khi thấy quân nhân Campuchia vẫn sang Việt Nam học tập. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa các quốc gia đôi khi phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Và có lẽ hợp tác quân sự vẫn là một yếu tố quan trọng trong chiến lược của cả hai nước. Không ngờ Campuchia vẫn hợp tác quân sự với Việt Nam. Đúng là trên đời này không có bạn bè và kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Không thể nào, đó chỉ là một buổi chụp ảnh giản dựng. Bình thường thì không thể làm được điều này. Hai nước đang rất căng thẳng. Tôi đã xem nhiều video nói Việt Nam đang đưa quân đến biên giới Campuchia. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia rất bền chặt. Sức ảnh hưởng của Việt Nam ở Campuchia vẫn rất lớn. Đó là tình bạn, còn đối với Trung Quốc là sự phụ thuộc. Campuchia chắc chắn sẽ phát triển và mạnh mẽ hơn cùng với Trung Quốc, Việt Nam sẽ phải hối hận. Làm sao có thể cho quân đội vượt qua biên giới? Đây chỉ là hai đơn vị khác nhau ở Việt Nam ăn cùng một chỗ thôi. Mặc dù dân Campuchia đang biểu tình rầm rộ, nhưng có vẻ như chính phủ Campuchia vẫn coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong việc đào tạo quân đội. Điều này cho thấy rằng, dù có bất đồng, hợp tác về an ninh quốc gia vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tôi thật sự tò mò về cách mà hai nước này duy trì một mối quan hệ này trong bối cảnh có nhiều vấn đề đang xảy ra. Tại sao lại có chuyện này? Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm tình hình giữa Campuchia và Việt Nam. Thực sự khó tin rằng họ vẫn có thể học hỏi lẫn nhau trong tình hình căng thẳng như vậy. Quá nhiều điều chúng ta không biết về quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam. Họ vẫn duy trì mối quan hệ này sao? Truyền thông đã không đề cập đến điều đó. Đây là một bất ngờ lớn. Tôi không nghĩ rằng Campuchia sẽ hợp tác với Việt Nam. Tôi thật sự bất ngờ khi thấy rằng, bất chấp những căng thẳng về kênh đào Phú Nam và dự án CLV, Campuchia vẫn coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong lĩnh vực quân sự. Điều này cho thấy rằng quan hệ quốc tế thường phức tạp và nhiều chiều, và các quốc gia có thể tìm cách duy trì hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược dù có bất đồng trong các vấn đề khác. Việc Campuchia tiếp tục gửi quân nhân sang Việt Nam học tập chứng tỏ mối quan hệ giữa hai nước tốt hơn những gì tôi tưởng. Dù có nhiều hiềm khích, nhưng hợp tác quân sự vẫn được coi trọng và duy trì. Tôi cứ nghĩ rằng căng thẳng giữa Campuchia và Việt Nam sẽ làm đổ vỡ mọi hình thức hợp tác. Nhưng việc thấy quân nhân Campuchia học tập tại Việt Nam làm tôi phải suy nghĩ lại. Có lẽ Campuchia và Việt Nam vẫn còn những lợi ích chung mà chúng ta chưa biết. Có vẻ như truyền thông đã không nói toàn bộ sự thật về mối quan hệ giữa hai nước. Điều này thật sự làm tôi ngạc nhiên. Tôi không biết rằng họ vẫn hợp tác với nhau. Có phải truyền thông đã thổi phồng căng thẳng giữa hai nước không? Điều này thật khó hiểu. Sẽ thật tuyệt nếu được ngồi cùng nhau ăn bún và trò chuyện về cuộc sống phải không? Chiến tranh là điều không ai mong muốn. Hy vọng thế giới này sẽ luôn sống trong hòa bình. Trái ngược với nhận thức của chúng tôi, có vẻ như quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia vẫn rất tốt. Phía trên là một số bình luận của dân mạng Trung Quốc. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.